Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm dần, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu các bạn nhé. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao tam hợp, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát, đoạn. Về các sao xấu trong ngày, bao gồm sao đại hao, khí tử, quan phú xấu mọi việc sao Thụ tử xấu mọi việc trừ săn bắt sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao cựu không kỵ xuất hành cầu tài lộc khai trương sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây và tiếp theo Mời các bạn đoán xem từ vi chi tít 12 con giáp thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem từ vi tuổi tí thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện cái điều này mang lại cho bạn tử Tý có được cái sự tự tin hơn về tiền bạc có thể là một cái khoản tiền nào đứa vừa nhận được khiến cho bạn cảm thấy rất chi là thoải mái trong cái việc chi tiêu thế nhưng bạn tuổi Tý bạn cần nhớ là phải cẩn thận kẹo bạn đang tạo ra cái bậy cho mình khi chi tiêu không tính toán nhá. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tử Tý bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này hỗ trợ cho cái vận trình tình cảm của bạn mệnh một nữa sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ cho bạn khi bạn gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, những cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp nữa. Theo tử vi ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tý, bạn mệnh cần phải lưu ý ngày này không nên trị bệnh ở bụng. Do đó, bạn nên tránh tác động lên cái vị trí này ngày hôm nay nhé ngày này đối với bạn tuổi Tý, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc, khai trương, đầu tư, ký kết hợp đồng đều có lợi thế hơn người và với bạn tuổi Tý, bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt như hỷ thần hướng chính Nam và tài thần hướng chính Tây để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình, bạn tuổi Tý nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tìm ra một sự thật nào đó tử vi tuổi bính tý thuộc thủy hãy nghĩ tới đường dài tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đừng ép bản thân làm điều gì không thích tử vi tuổi canh tý thuộc thổ hãy tối ưu hóa cách làm mọi việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tò mò sẽ khiến cho bạn buồn đó về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tử sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử sửu trong ngày này bạn đang có cái điểm báo có những rắc rối phiền toái nại sinh do kiếp tài đưa tới cho bạn khiến cho bạn tử sửu đau đầu để suy nghĩ và tìm hướng giải quyết thay vì tập trung toàn lực cho công việc của mình Được may là, mắn là trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tử xỉu nơi gia đình bạn sẽ tìm thấy được sự xoa dịu giúp cho bạn có được những phút giây thoải mái và thư giãn bên mọi người yêu thương sau một ngày làm việc vất vả nhé và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tử xỉu bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe là vấn đề khiến cho bạn tuổi sửu cảm thấy lo lắng trong ngày hôm nay hoặc nếu không cũng là vì người nhà bị bệnh, cho nên bạn tốn nhiều công sức, tiền bạc để chăm sóc. Lúc này với bạn tuổi Sửu, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là làm việc bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang có cái điểm báo, có cái sự rối rắm, tranh chấp Bất đồng ý kiến, khó lòng phát triển, dễ hao tài, tốn của, tiểu nhân quấy phá, và đặc biệt là trong ngày này bạn không nên tiến hành đi xa nếu như có công việc cấp bách không thị hoãn được thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để hạn chế những cái rủi ro không đáng có xảy ra với mình bạn tuổi sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim đừng trách bản thân tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy hãy thay đổi kế hoạch nếu cần tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có khúc mắc trong mối quan hệ tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cảm thấy tổn thương sâu sắc tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy sống là chính mình nhé về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có cái điểm báo có những bất đồng có thể xảy ra nơi gia đình hoặc là một số sự cố do thiên quan gây ra cho bạn tuổi dần khiến cho bạn đau đầu tìm hướng giải quyết tuy nhiên sự cố gắng của bạn sẽ giúp cho bạn có được sự đền đáp xứng đáng nhưng đời sống cá nhân sẽ hoàn toàn khác biệt với cái công việc Nhờ thế mà bạn tuổi dần có thêm được năng lực, sự hứng khởi và những cái thành quả giá trị nơi công sở nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng nhắc nhở bạn tuổi dần. Bạn cần nhớ rằng đến lúc cho bản thân mình chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và tạo thêm nhiều cái nguồn cảm hứng cho thời gian sắp tới với mình. Làm việc trong lúc thiếu tỉnh táo sẽ khiến cho mọi việc càng dễ dàng sai sót hơn mà thôi bạn tuổi dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn đang có được nhiều tín hiệu tốt về tài lộc, đi xa có người giúp đỡ, ký kết hợp đồng, mở kho, giao dịch đều tốt và theo khổng minh hôm nay là ngày xuất hành cầu tài đều được như ý việc gì cũng thông đạt bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đừng cố gắng đối đầu, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa họ, nên học cách cân bằng cuộc sống, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tinh thần của bạn không vững, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc bạn đang sai sót mà không biết, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim hãy tìm cách hòa giải đoạn. Vài đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này nhờ có Tam hội nhắc nhở bạn tuổi Mão, bạn đừng quên bù đắp cho gia đình, bạn bè vì bạn đã bủa bê họa từ rất lâu nữa. Dù bạn tuổi Mão không thể thoát khỏi hoàn toàn công việc vốn đã phát triển tốt đẹp, nhưng có thể thư giãn bằng nhiều cách như là tập cùng bạn bè tham gia các hoạt động thú vị khác bạn tuổi mão nhé trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện cái điều này cho thấy bạn tuổi mão đang có những cái hoạt động tương tác ở nơi công sở đem lại cho bạn tuổi mão thật nhiều tiếng cười và niềm vui trong ngày hôm nay Tuy nhiên, với bạn tuổi mão cũng đừng vì thế mà quên những công việc được giao phó, bạn cần phải hoàn thành chúng thực sự hiệu quả trước khi trở về nhà và có một buổi tối thật sự dễ chịu bên người thân nữa bạn tuổi mão nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão á, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn tuổi mão lại không được tốt cho lắm. Bạn dành nhiều thời gian cho những nhiệm vụ mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn một chút và với bạn tuổi mão bạn hãy cho mình được tận hưởng sự thoải mái thư giãn nhé như thế thì tinh thần của bạn mới có thể khá hơn được đoạn vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy chấp nhận sai suất của ai đó tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có thêm ý tưởng mới tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ điều gì chưa tới chắc chắn thì đừng làm tử vi tuổi tân mão thuộc mộc bạn quyết định cuộc sống của mình từ vi tuổi quý mão thuộc kim có tin vui về tình cảm luận về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu đen màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tỵ Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này nhờ của tam hội xuất hiện khuyến khích bạn tuổi thìn gặp gỡ nhiều người. Đó là cái cơ hội để cho bạn tuổi thìn mở rộng cái mối quan hệ của mình và bạn nên chuẩn bị thật kỹ càng, chu đáo để gây ấn tượng với đối phương ngoài ra với bạn tử thìn trong ngày hôm nay bạn cũng nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình có thể vì một vài câu nói có thể vô tình phá hủy đi công sức và hình tượng của mình gây dựng bấy lâu nay đối bạn tử thìn nhé trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tử thìn bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này mang tới những cái vấn đề liên quan tới tiền bạc có thể là chưa hết tháng mà với bà tuổi thìn đã hết tiền vì bạn có việc xảy ra cần phải chi tiêu cái khoản tiền bất ngờ cho nên ảnh hưởng khá chi là nhiều tới cái số tiền bạn muốn để dành tiết kiệm đó nhé. Và bà tuổi thìn, sự cố gắng bảo vệ quan điểm cá nhân có thể gây ra những cái sự căng thẳng vì mâu thuẫn ở nơi công sở do tỷ kinh xuất hiện gây ra cho bạn khi những người đồng nghiệp không cùng tiếng nói chung đó bạn tử thìn nhé. Tuy nhiên, với bạn tử thìn, bạn nên có trái tim cởi mở khi cùng nhau trao đổi ý kiến. Có như vậy thì mọi người sẽ dễ dàng hòa hợp với nhau hơn. Bạn đừng có để cho cái tôi lên quá cao. Nếu không, cả hai phía đều sẽ cảm thấy khó khăn để có thể nhún nhường đó bạn tử thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ, bạn xứng đáng được hạnh phúc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy chú trọng từng cơ duyên tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nếu bạn cứ cáo kỉnh mọi người sẽ không dám gần tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng đánh giá chủ quan tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy thông thả tận hưởng cuộc sống luận vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi Tỵ đang có những cảm xúc không tích cực lắm trong ngày hôm nay thay vì giữ im lặng và chịu ấm ức thì bạn tuổi Tỵ hãy thẳng thắn chia sẻ cái sự không thoải mái của mình và rồi bạn sẽ dễ chịu hơn khi được hiểu và được cái sự cảm thông của mọi người nhá và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này mang lại cho bạn tuổi tỵ đang có được những cái tín hiệu tốt về sức khỏe của mình có những người bệnh đã lâu nay đã có dấu hiệu hồi phục tích cực. Nếu còn vướng bận gì trong lòng thì nên tìm cách loại bỏ bớt những cái vướng bận để tâm trí được thảnh thơi, sức khỏe của bạn cũng nhờ đó mà được cải thiện đáng kể bạn tuổi tỵ nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ. Cho nên năng lực của bạn tuổi tỵ đang sở hữu, bạn sẽ thực hiện được những cái nhiệm vụ liên quan tới những cái lĩnh vực chuyên môn của mình một cách xuất sắc đó là việc liên quan tới luật sư, nghệ thuật và sáng tạo nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi tỵ lúc này, bạn cần có cái sự tập trung một chút và không muốn bị ai đó làm phiền đó bạn tuổi tỵ nhá. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, hãy biết luôn bộ khi cần. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, cảm nhận của bạn khá chi là chính xác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, hãy thử làm điều gì đó mới mẻ. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, bạn không thể biết được mọi thứ. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, có dấu hiệu làm việc quá sức. Về đánh giá của bạn tử tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Tị. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất, cái điều này mang lại tín hiệu tích cực cho cái chuyện tình cảm với bạn tuổi ngọ, đặc biệt là đối với những bạn đang quản độc thân. Tuy nhiên, khi tình yêu chớm nở với bạn tuổi ngọ, bạn đừng quá tin vào những cái lời hứa hẹn của đối phương nhé. Còn những cặp vợ chồng trong ngày này dễ đốn tin vui, tình cảm của hai người đã và đang cải thiện một cách rõ rệt trong cái thời gian này đoạn trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ bạn cũng đang có được ngày có chính ấn hỗ trợ cho nên hình ảnh của bạn tuổi ngọ trong mắt mọi người rất chi là tốt dường như bạn có sức ảnh hưởng hơn và mọi người tin tưởng vào những gì bạn nói lắng nghe bạn nhiều hơn công việc của bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày hôm nay cũng diễn ra rất chi là thuận lợi hơn bao giờ hết nhé. ngày này đối với những gia đình của thai phụ thì không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hoặc là tiến hành cái công việc đục đẽo, sửa chữa, đóng đinh hay là thay khóa cửa bởi những cái việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi bạn tử ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tử ngọ, cái việc xuất hành thì được thuận lợi, buôn bán có lời, có quý nhân giúp đỡ, cầu tài lộc thì được tăng tín luận về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có nhiều cơ duyên tốt lành tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đừng nghiêm khắc quá với bản thân tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được người mình yêu tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ may mắn trong cuộc sống tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng quá cứng đầu kẹo họng việc về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mùi, thứ 2, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi mùi trở nên gây ra những cái tranh cãi với bạn bè hay là người yêu thương mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có nhá. Mọi thứ đều có thể thay đổi do cách bạn phản ứng vấn đề mà thôi đó bạn tuổi mùi nhé. Và bạn tuổi mùi ạ khi bạn bắt đầu nhận ra có những cái rắc rối tiềm tàng thì tốt nhất là dừng lại và chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Chính cái nỗ lực của bạn sẽ giúp cho bạn giải quyết được mọi vấn đề chứ không phải là vận may nào đó nhé. Thêm vào đó, trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, ngày này bạn đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Cho nên, khiến cho bạn tuổi mùi đang cảm thấy bất an, việc này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mà còn ảnh hưởng tới túi tiền của bạn nữa vì khi tâm trạng của bạn không tốt thì bạn thường có xu hướng mua sắm để cho đỡ buồn đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nhớ tránh xa cán rõ, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy điều kiện gây ra sự bất lợi, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa Niềm tin của bạn bị mai một, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, không tìm được tiếng nói chung, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc có những vấn đề cần ngồi lại giải quyết đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân Xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này Bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hình hại vô ơn Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thân Nếu muốn giúp đỡ ai đó Thì giúp bằng cái tâm của mình Đừng có mong cầu người đó đáp lại Vì với bạn tuổi thân sẽ nhận về cái sự thất vọng Đúng. Có những người họa xem việc nhận cái sự giúp đỡ từ ai đó là đương nhiên và họ không vì thế mà tôn trọng bạn đâu đó bạn tự thân nhé. Đây thực sự là một ngày dễ chịu khi với bạn tự thân đang có được ngày thực thần nâng đỡ đối với những đối tác thú vị sẽ đem lại cho bạn tự thân có được cái cơ hội để hiểu thêm về đối phương cũng như là về chính mình. Và ngày hôm nay đối với bạn tuổi thân là cái thời gian phù hợp để cho bạn giải quyết những cái hiểu lầm giữa bạn bè và một ai đó. Vì vậy, bạn hãy thẳng thắn cởi mở để hai phía có thể hiểu nhau nhiều hơn nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi thân đang bị ảnh hưởng vì bạn bị sợ tuyết hay là bị căng thẳng. Chúng đang ảnh hưởng đến thần kinh của bạn. Và với bạn tuổi thân, bạn hãy làm việc gì đó để cho bản thân của mình được vui vẻ, nụ cười sẽ giúp cho bạn xua tan đi cái sự mệt mỏi và giúp cho bạn giải tỏa được căng thẳng bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không nên đánh giá quá mức tình hình về tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải mâu thuẫn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ hãy vô tư giúp đỡ người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp xung đột tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tiền bạc được khởi sắc được. về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tử dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tử dậu trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tử dậu không tìm thấy được cảm giác háo hức muốn tham gia các hoạt động tập thể mà trái lại bạn chỉ muốn giấu mình đi một chút mà thôi. Thêm vào đó, sự ồn ào, mâu thuẫn xung quanh khiến cho bạn tử dậu cảm thấy mệt mỏi và bạn muốn tách mình ra khỏi đó và có những giây phút riêng tư cho mình nhé? Rõ ràng với bạn tuổi Dậu không muốn bị vướng vào những tin đồn những thị phi không đáng có Nhưng dù trong ngày đang có mộc khắc với Kim cho nên với bạn tuổi Dậu vẫn có những việc ngoài ý muốn xảy ra thay vì phàn nàn, bực bội bạn hãy tìm cách để cải thiện tình trạng hiện tại, nếu khó quá thì bạn nên nhờ cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ người có kinh nghiệm nhé. À, với bà tử dậu, trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hoặc là tiến hành những cái việc như là sửa chữa, đục đẽo, đóng đinh hay là sửa khóa nhé. Cái điều này có thể làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi nữa đoạn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy nên chọn mua đồ chất lượng. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa đừng phụ thuộc quá vào ai đó. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thứ gì không thường xuyên dùng nên bỏ đi. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc việc gì không chắc chắn chớ nói ra. Về tử vi tuổi quý dậu thuộc kim hãy tính tới những điều tệ nhất có thể xảy ra nhé. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai Ngày 26 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tử Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử Tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọa Tuất cho nên với bạn tử Tuất đang có cái dấu hiệu tốt bạn cảm thấy tự tin hơn khi theo đuổi tán tỉnh một ai đó đối phương có thể đang bật bật đèn xanh mà bạn không biết đó nhắc Ngày này đối với những cặp đôi đang có những cái sự mâu thuẫn thì đây là lúc để cho hai bạn giải hòa nên bỏ qua hiểu nhầm để cùng nhau bước tiếp cái con đường xây dựng hạnh phúc gia đình nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này tạo nên cái sự ngăn cách trong cái mối quan hệ của bạn tử Tuất nơi gia đình, mọi thứ có phần rối rắm Tuy nhiên, tâm trạng tích cực của bạn sẽ giúp giải quyết được mọi thứ ổn thỏa mà thôi. Quan trọng là suy nghĩ của bạn thế nào mà thôi bạn tuổi tuất nhé. Nhưng trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tuất, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tuất không biết cương nhu phù hợp và đó là cái nguyên nhân gây ra cái sự căng thẳng với người khác và với bạn tuổi tuất khi đổ lỗi cho ai đó thì bạn nên kiểm điểm bản thân mình trước cái đã bạn cũng là một người góp phần cho những cái mâu thuẫn xảy ra đối với bạn tuổi tuất nhá. về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa không nên ăn nói tùy tiện tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tìm được hạnh phúc cho mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên học cách thích nghi với tình huống tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chớ nên gây hại cho chính mình. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đừng cố gắng tỏa là một kẻ khác. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi hợi không thích hợp để cho bạn chia sẻ những cái suy nghĩ ở trong lòng mình bởi vì dường như mọi người không hứng thú lắm với cái việc lắng nghe những cái thông tin từ bạn đâu đó bạn tuổi hợi nhé và tốt nhất là với bạn tuổi hợi trong ngày này nên tập trung vào những cái công việc của bản thân mình và đừng bận tâm quá nhiều đến những cái chi tiết nhỏ nhặt nếu không càng ngày với bạn càng mệt mỏi mà thôi đoạn may mắn trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi sẽ sớm tìm ra cách phù hợp để điều chỉnh lại mọi việc vì thế lúc xảy ra bất cứ cái sự cố nào với bạn tuổi hợi bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết không nên nặng lời với bất cứ ai nếu không bạn sẽ phải hối hận vì cái điều này đối với bạn tuổi hợi nhé và ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đem lại cho bạn tuổi hợi có được tâm trạng rất chi là phấn khích, vui vẻ. Có thể là vì bạn nhận được một cái khoản tiền làm thêm nào đó, hay là được ai cho, hay là có thể trúng thưởng do cái vận may của mình trong ngày. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi có thể dùng một cái khoản nhỏ trong số đó để mua sắm đồ đạc mình yêu thích xem như là phần thưởng dành cho mình trong ngày nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa đừng có ngại vất vả, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hoàn thành nhiệm vụ dở dang, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc bạn vẫn còn nhiều cơ hội tốt, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim có những vấn đề không thể né tránh, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy bình tĩnh suy xét về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhấp phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé xin chào và hẹn gặp lại